Vâng như vậy là tính từ đầu năm giá xăng trong nước đã được điều chỉnh tới 17 lần, với cụ thể là 12 lần tăng và 5 lần giảm. Giá xăng E5 Ron 92 tăng tổng cộng 4.621 đồng một lít, trong khi Ron 95 tăng đến 5.794 đồng một lít. Theo dự đoán của các chuyên gia, trong kỳ điều chỉnh giá ngày 21 tháng 7 tới đây, giá xăng có thể sẽ tiếp tục giảm. Hiện giá bán lẻ xăng dầu trong nước xăng E5 RON92 là 27.788 đồng một lít, xăng RON95 là 29.675 đồng một lít, dầu diesel 26.593 đồng một lít, dầu hỏa 26.345 đồng một lít. Cùng thời điểm này của năm 2021, giá xăng E5 RON92 là 20.610 đồng một lít, giá xăng RON95 là 21.783 đồng một lít có thể thấy so với một năm trước, mức giá xăng dầu đều đã tăng từ 34 cho đến 37%. Theo các chuyên gia, mỗi lít xăng đến tay người tiêu dùng hiện nay phải gánh khoảng 40% thuế và được cấu thành từ giá nhập khẩu xăng dầu thành phẩm, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu 10%, thuế giá trị gia tăng 10%, thuế bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn có các khoản lợi nhuận định mức, chi phí định mức, chi phí vận chuyển chiếm từ 5 cho đến 8%